cho các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ tiến hóa nông cho các bạn ha. Những cái từ vựng hôm nay có liên quan đến hai chữ hạnh phúc là hạnh phúc ha. Cảm thấy thì hạnh phúc là gì? Thì hạnh phúc là một cái gì đó trong cuộc đời này, có thể đó là những cái gì đó rất là đơn giản ha. Thí dụ như là chúng ta thấy một ai đó vui hay là chúng ta thấy một ai đó cười ha, thì chúng ta có cái cảm giác như thế nào? Cảm giác hạnh phúc ha. Mình cũng cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc. Rồi thì ngoài ra những cái hạnh phúc á là mỗi người mỗi khác, không có ai giống ai hết. Thế cho nên á, người ta có cái câu nói như thế này là hạnh phúc là để cảm nhận chứ không phải để so sánh. Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: hạnh phúc nhiêu lì cẩm con hay nhiêu lì bỉ cao. Thì chúng ta cùng nhau giải thích là hạnh phúc có nghĩa là hạnh phúc ha. Nhiêu lì có nghĩa là dùng để ha, dùng để làm gì? Cẩm con. Cẩm con có nghĩa là cảm nhận. Hay nhiêu lì, hay là không, là nhiêu lì là dùng để làm gì? Bỉ cao. Bỉ cao có nghĩa là so sánh ha. Rồi, nếu mà hạnh phúc mà chúng ta đem đi so sánh thì coi như là chúng ta không hạnh phúc ha các bạn. Bởi vì cái sự so sánh á, thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy khổ đau thôi chứ không có thấy được hạnh phúc hết các bạn. Cho nên đó là hạnh phúc diêu lì cẩm con hay diêu lì bỉ cao. Hạnh phúc là để cảm nhận chứ không phải để so sánh. Rồi thì ngoài ra đó, cái hạnh phúc á, đôi khi nó là đơn giản như thế này nữa nè. Bạn bệnh có người quan tâm thì chúng ta nói là lị bàn dậu dành chiêu cu lị, dậu bàn dậu dành chiêu cu lị. Thì lị là bạn, bàn là bệnh, lị bàn là bạn bệnh ha, bạn bệnh. Dậu dành, dậu là có, dành là người, dậu dành là có người. Chiêu cu có nghĩa là quan tâm, lị là bạn. Chiêu cu lị có nghĩa là quan tâm bạn. Dậu dành chiêu cu lị có nghĩa là có người quan tâm bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Lị bàn dậu dành chiêu cô lị, lị bàn dậu dành chiêu cô lị có nghĩa là bạn bệnh, có người quan tâm bạn. Gì nữa, ngoài ra còn có những cảm giác như là bạn lạnh có người sưởi ấm cho bạn. Bạn lạnh có người sưởi ấm cho bạn, chúng ta nói như thế này: lị tung dậu dành bỉ lị dí phục. Lị tung dậu dành bỉ lị dí phục. Thì lị là bạn, tung là lạnh, dậu dành là có người, bỉ lị là cho bạn, cho bạn cái gì? Dí phục. Dí phục ở đây có nghĩa là quần áo ha, quần áo. Thì các bạn tưởng tượng như thế này, khi mà một người đối phương người ta cảm thấy lạnh, mình thí dụ như mình trao một chiếc áo khoác để mà khoác lên cho người đối phương để sưởi ấm cho họ, làm cho họ ấm lại, phải không nào? Thì cho nên bỉ lị dí phục có nghĩa là người ta muốn nói là sưởi ấm cho bạn ha, sưởi ấm cho bạn, không có cho bạn lạnh ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: lị tung dậu dành bỉ lị dí phục. Lị tung dậu dành bỉ lị dí phục có nghĩa là bạn lạnh có người sưởi ấm cho bạn. Rồi còn cái gì nữa nè, những cái biểu hiện gì nữa nè? Thí dụ như là bạn khóc có người an ủi bạn. Thì khi mà chúng ta khóc có người an ủi chúng ta, cái đó cũng là một cảm giác hạnh phúc ha. Thì nói như thế này: lị ham dậu dành ngón quay lị. Lị ham dậu dành ngón quay lị. Thì ham là khóc, lị ham là bạn khóc. Thì ham đồng nghĩa với lại văn viết là hút ha. Mình chỉ nói cho các bạn có khái niệm thôi. Rồi dậu dành có nghĩa là có người. Ón quay hay là ón quay hay là ngón quay đều được ha. Lị là bạn, ngón quay lị có nghĩa là an ủi bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: lị ham dậu dành ngón quay lị. Lị ham dậu dành ngón quay lị. Rồi hạnh phúc còn là cái gì nữa nè? Hạnh phúc còn là như thế này: bạn già có người bên cạnh bạn. Khi mà bạn trở về già đó, có người ở bên cạnh bạn lo lắng cho bạn hay ở bên cạnh bạn. Thì nói như thế này: lị lụ dậu dành phùi chừ lị. Lị lụ dậu dành phùi chừ lị. Thì chúng ta cùng nhau giải thích là lị là bạn, lụ là lão.
có nghĩa là già, phải không nào? Lụ là lão, có nghĩa là già. Dậu dành là có người. Phùi trừ, phùi trừ có nghĩa là bên cạnh lì là bạn. Dậu dành phùi trừ lì, dậu dành phùi trừ lì có nghĩa là có người bên cạnh bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Lì lụ dậu dành phùi trừ lì, lì lụ dậu dành phùi trừ lì có nghĩa là bạn già, có người bên cạnh bạn. Rồi còn hạnh phúc còn là cái gì nữa nè? Hạnh phúc còn là bạn sai, có người bao dung bạn. Bạn sai, có người bao dung bạn thì chúng ta nói như thế này. Lì cho dậu dành báo dùng lì. Lì cho dậu dành báo dùng lì thì lì là bạn, cho là sai. Thế thì phản nghĩa của cho là gì? Phản nghĩa của cho là ngám, ngám là đúng. Các bạn lưu ý ha. Dậu dành là có người. Báo dùng có nghĩa là bao dung. Báo dùng có nghĩa là bao dung ha. Lị là bạn. Báo dùng lị có nghĩa là bao dung bạn. Dậu dành báo dùng lị có nghĩa là có người bao dung bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu nè. Lị cho dậu dành báo dùng lị. Lị cho dậu dành báo dùng lị có nghĩa là bạn sai, có người bao dung bạn. Rồi bây giờ hạnh phúc còn là cái gì nữa nè? Hạnh phúc còn là như thế này, bạn bệnh, bạn mệt, bạn mệt. Hạnh phúc còn là như thế này nữa nè, bạn mệt, có người đau cho bạn. Thì nói như thế này, lị cùi, dậu dành sắm thung lị. Lị cùi, dậu dành sắm thung lị. Thì cùi có nghĩa là mệt, mệt mỏi ha. Lị cùi có nghĩa là bạn mệt. Cùi là để nói. Lùi là trong văn viết ha các bạn, mình chỉ nhắc lại cho các bạn thôi. Lị cùi có nghĩa là bạn mệt. Dậu dành là có người. Sắm thung lị, lị là bạn. Sắm thung lị có nghĩa là người ta muốn chia sẻ cái niềm đau của bạn ha, không muốn cho bạn mệt mỏi ha. Thì là lị cùi dậu dành sắm thung lị. Lị cùi dậu dành sắm thung lị có nghĩa là bạn mệt, có người đau cho bạn. Thì những cái đó gọi là gì nè, những cái mà hồi nãy giờ ở trên mình chia sẻ đó, khi giờ bạn già thì có người bên cạnh bạn, hay là khi bạn mệt đó thì có người đau cho bạn, hay là khi bạn lạnh thì có người sưởi ấm cho bạn, hay là khi bạn bệnh có người quan tâm bạn, thì đó là hạnh phúc. Thế thì đó là hạnh phúc, chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Đó là hạnh phúc hay là đây là hạnh phúc? Thì chúng ta nói là ní tí chào kêu hạnh phúc. Ní tí chào kêu hạnh phúc. Ní tí có nghĩa là đây, chào là hay, kêu là gọi, hạnh phúc là hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ní tí chào kêu hạnh phúc. Ní tí chào kêu hạnh phúc. Đây gọi là hạnh phúc. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái câu đó cho quen nè. Chúng ta bắt đầu ha các bạn. Lị bàn dậu dành chiêu cu lị. Lị bàn dậu dành chiêu cu lị. Bạn bệnh có người quan tâm bạn. Lị tung dậu dành bỉ lị dí phục. Lị tung dậu dành bỉ lị dí phục. Bạn lạnh có người sưởi ấm cho bạn. Lị ham dậu dành ón quay lị. Lị ham dậu dành ngón quay lị. Bạn khóc có người an ủi cho bạn. Lị lụ dậu dành phùi trừ lị. Lị lụ dậu dành phùi trừ lị. Bạn già có người bên cạnh bạn. Lị cho dậu dành báo dùng lị. Lị cho dậu dành báo dùng lị. Bạn sai có người bao dung cho bạn. Lị cùi dậu dành sắm thung lị. Lị cùi dậu dành sắm thung lị. Bạn mệt có người đau cho bạn. Ní tí chào kêu hạnh phúc. Ní tí chào kêu hạnh phúc có nghĩa là đây là hạnh phúc, đây gọi là hạnh phúc. Ní tí kêu chủ hạnh phúc. Cập nhật đó, ngọ sáng thuận tài cáp tánh hưởng hạnh phúc hay mách dẻ. Thì hãy dành sáng lưỡi biển đó, dạo si hạnh phúc ca tình gì đó hầm dắt tình hay nhắc dần ca giống vậy co cẩm con tú mình thùng ha. Hạnh phúc đó dạo xì đó hay hữu cảm tán kè lầy duyên đó kiên tủ dành siêu la kiên tủ dành hói sắm
Ngõ tỳ dậu giáp chủng cẩm co, tố hài hổ hối sắm hổ hàng phúc hài mấy à, co co cẩm co đó tố mùng nhất giờ ga sỏ gì đó dành tiền quà hàng phúc dùng lì cẩm co hài dùng lì bị cao hàng phúc dùng lì cẩm co hài dùng lì bị cao dậu xì đó hàng phúc trùng hài hàng phúc dậu xì trò hài lị bàn dậu dành chiêu cu lị lị tung dậu dành bị lị dí phục lị ham dậu dành ngón quay lị lị lụ dậu dành phùi trừ lị lị cho dậu dành báo dùng lị lị cùi dậu dành sắm thùng lị ní tí chậu kêu hằng phúc thùng mài hằng phúc dùng lị cẩm con hay dùng lị bỉ cao hay lạ à, hí mòn đó cho tại cá tu chúng nhi à, cấm nhật kè phán hãng ha à, ngọ tu hí mòn đó à, tại cá à, hói hói sắm sắm ha sáng cuộc diệu phai à, hà chập kim bye bye.